Mẫu xe 7 chỗ gia đình hay xe dịch vụ mà các khách hàng quan tâm nhất trong cái thời điểm hiện tại chắc chắn là một mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản, thương hiệu Mitsubishi này. Và hôm nay thì em đem đến cho các bác một chiếc xe Xpander được sản xuất năm 2021 với phiên bản động cơ 1.5 và hộp số vô cấp CVT. Với hộp số vô cấp CVT thì vận hành của chiếc xe này cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, nội thất rộng rãi và trang thiết bị option vừa đủ. Cửa tiền thì chỉ hơn 500 triệu đồng cho một chiếc xe 2021 số tự động động cơ 1.5. Vậy bác nào đang có nhu cầu tìm cho gia đình mình một chiếc xe nội thất rộng rãi kèm theo đó là tiết kiệm nhiên liệu cùng với các trang thiết bị option nhiều thì có thể tham khảo với mẫu xe Xpander. Form dáng của dòng Xpander thì được áp dụng với ngôn ngữ thiết kế Dynamic Cell với thiết kế hệ thống chiếu sáng đa tầng. Trên cùng là giải LED định vị ban ngày dạng mắt híp này. Pha cốt thì diện tích rất là lớn, tăng khả năng quan sát cho tài xế khi vận hành, và diện tích đèn thì khá là lớn. Với công nghệ hiện đại là công nghệ đèn chiếu sáng dạng LED đặt sâu vào hốc giảm chói lóa cho các phương tiện đi ngược chiều cũng như là người đi bộ. Và với cái thiết kế mạnh mẽ vòm từ hệ thống chiếu sáng trên cùng vòng xuống phần pha cốt chúng ta với chi tiết mạ chrome khỏe khoắn này. Phần đầu xe thì thiết kế các chi tiết mạ chrome tạo điểm nhấn hình chữ X trong cái chữ Xpander khá là năng động. Chi tiết đèn gầm cũng được trang bị với công nghệ LED. Mọi người thấy quan sát nhé, 2021 thì dĩ nhiên chi tiết đèn của chúng ta vẫn có rất là sáng trong rồi. Với cái form dáng hầm hố nhất trong cái phân khúc MPV đa dụng 7 chỗ ngồi. Con này thì thời điểm ra mắt của nó là tháng 8 năm 2018, thì kể từ khi thời điểm ra mắt của chiếc xe này thì nó đã xoán ngôi vương của dòng Innova, ông vua dịch vụ trong cái phân khúc 7 chỗ ngồi. Thì Xpander của chúng ta hiện tại vẫn đang đứng top đầu trong cái phân khúc này bởi cái mức tiêu hao nhiên liệu của xe nó chỉ loanh quanh vào khoảng 5 đến 6 lít thôi. Thiết kế la răng phay hình cánh quạt tạo điểm nhấn cho cái phần hông xe. Phiên bản số tự động của chúng ta sẽ phần gương chiếu hậu và phần tay nắm cửa sẽ được trang bị ốp mạ chrome rất là cao cấp này. Phần viền chân kính, phần cản dưới chúng ta cũng tạo điểm nhấn bởi các chi tiết kim loại. Nội thất được trang bị với tông nội thất ghế da màu đen. Với form cũ 2019 thì chúng ta sẽ được trang bị là ghế nỉ, nhưng lên form mới này thì chúng ta được trang bị ghế da khá là cao cấp rồi, dễ dàng vệ sinh và sạch sẽ hơn rất là nhiều. Trên vô lăng bọc da tích hợp các phím bấm tiện ích, ra lệnh giọng nói, đàm thoại rảnh tay và ga tự động cruise control. Hiện tại thì chúng ta được trang bị thêm một cái vỏ bọc vô lăng nắm đầm chắc nữa này. Hệ thống chiếu sáng gạt mưa trang bị ngay sau vô lăng, lăn bánh 5 vạn 2, hệ thống chống trơn trượt và quanh cửa gió điều hòa thì được phần viền kim loại rất là cao cấp nữa. Con này lăn bánh hơn 5 vạn rồi nhá, 2021 độ chuẩn của xe, và chiếc xe này thì bên em sẽ cam kết không taxi dịch vụ đâu ạ. Lên được màn hình và cam hành trình cho quý khách hàng rồi. Với một mẫu xe đã qua sử dụng thì những trang thiết bị này đã được bác chủ cũ trang bị thêm, chúng ta không phải bỏ tiền túi ra để trang bị thêm cho chiếc xe này nữa. Đề nổ thông minh Start Top được trang bị đầy đủ, phần viền cửa gió điều hòa các bác cũng thấy rằng là được mạ chrome rất là cao cấp và tăng thêm cái sự sang trọng khỏe khoắn cho chiếc xe. Các phím bấm này, có cả cổng kết nối USB, cổng sạc 12V, vô lăng bọc da, vị trí bệ tì tay, kiêm hộc đồ này, các chi tiết là để ly nước cũng như để gạt tàn, thiết kế rất là gọn gàng cho quý khách hàng rồi. 2021 lăn bánh 5 vạn nhưng mà phần da của chiếc xe còn khá là căng, không có dấu hiệu nhăn nhúm và đệm thì cũng rất là phồng cho các bác này. Tương phản với nội thất đen thì đó chính là một bộ trần nỉ màu kem sáng, tấm rèm che nắng tích hợp gương trang điểm cho các bác luôn. Cột A của chiếc xe các chị nhá, con này thì xung quanh xe được trang bị đến hơn 40 hộc đồ để chúng ta có thể chứa đồ xung quanh thân xe, tính đa dụng rất là cao. Các chi tiết con ốc của phần cột A sáng bóng còn nguyên màu sơn đánh dấu của nhà sản xuất, không có dấu hiệu cậy mở. Hệ thống âm thanh của chiếc xe, để chai nước này, các phím bấm sắc nét, tay nắm cửa mạ chrome sáng bóng, phần táp ly thì không một cái vết sức nào cho cái vị trí ghế lái này. Các chi tiết con ốc của phần táp ly cánh cửa của chúng ta cũng không có dấu hiệu cậy mở và còn nguyên dấu sơn đánh dấu nhà sản xuất. Tiếp theo cho nội thất hàng ghế phía sau. Với form dáng thì dòng Xpander đã được đánh giá cao từ ngoại thất rồi. Về cái phần nội thất thì con này có cái khoang nội thất khá là rộng rãi cho quý khách hàng. Cửa gió điều hòa trang bị cho cả hàng ghế phía sau này. Còn riêng cổng sạc 12V thì chúng ta sẽ được trang bị đầy đủ cho cả ba hàng ghế. Chi tiết nội thất hàng ghế phía sau nhé. Con này không taxi dịch vụ nên cái phần nội thất ghế phía sau còn tươi mới hơn rất là nhiều cho vé hàng ghế trước. Cột C của chiếc xe này, các chi tiết con ốc không hề có dấu hiệu rỉ sét cũng như là không có dấu hiệu cậy mở. Bên em cam kết chất lượng cho các bác trên văn bản giấy tờ. Cột B, phần táp ly cánh cửa cho vị trí phía sau. Và hàng ghế phía sau chúng ta cũng được trang bị khóa chốt an toàn dành cho trẻ em rồi. Các con ốc, keo chỉ nguyên vẹn 100% cho các bác nhé. Giòn cửa này, với một mẫu xe Nhật bền lành như thế này thì mức tiêu hao nhiên liệu được đánh giá là thấp nhất, gần như bậc nhất phân khúc rồi. Mặt la răng bánh sau,
Các chi tiết mặt la răng sáng bóng cũng không có hiệu sức sát đáng kể. Thông số tiêu chuẩn của nhà sản xuất đưa ra các bác nhé, 6,9 lít đường kết hợp, 8,5 lít trong đô thị và 5,9 lít trong đường ngoài đô thị. Đây là thông số chuẩn của nhà sản xuất đưa ra cho cái khách hàng. Mẫu xe Nhật Bản bền lành. Chiếc xe này thì là chiếc xe nhập khẩu nữa, tiết kiệm nhiên liệu và form dáng thì phải dùng từ là nó đẹp bậc nhất phân khúc trong cái phân khúc xe đa dụng 7 chỗ ngồi. Form dáng phía sau thì nổi bật nhất đó chính là cái cụm đèn hậu thiết kế đa chiều hình chữ L, giải đèn phanh trên cao tăng khả năng quan sát cho các phương tiện đi phía sau. Cản dưới này, đèn phản quang cũng như là cam lùi đầy đủ cho các bác rồi. Cản dưới của chúng ta thì được sơn mạ bạc tạo điểm nhấn cho cái phần hông xe, phần đuôi xe. Và các chi tiết phần đuôi của chiếc xe này hơi tròn trịa và đầy đặn để tăng thêm cái không gian nội thất rộng rãi cho cái vị trí hàng ghế cuối cùng. Nội thất hàng ghế thứ ba thì hiện tại em đang gập phẳng rồi, nên các bác có thể quan sát qua với cái khoang cốp của chiếc xe này. Con này thì cả ba hàng ghế dựng lên thì rất là thoải mái cho quý khách hàng ở bên trong. Và phía dưới là chúng ta được trang bị thêm một cái cốp đồ để có thể chứa vật dụng ướt, quần áo ướt bẩn ở cái phần khoang cốp như thế này. Hàng ghế thứ ba này có bệ tì tay để ly để cốc cho các bác. Cổng sạc 12V này, xung quanh thì các chi tiết nhựa có một chút xước sát nhẹ thôi, không đáng kể cho cái phần vị trí khoang cốp này. Phần viền nhá, phần ốc nhá, ốc bản lề cho các bác này. Màu sơn đánh dấu nhà sản xuất ở cái phần con ốc này cũng còn nguyên zin nguyên bản cho các bác luôn. Với một chiếc xe 2021 đến từ thương hiệu Mitsubishi thì mẫu Xpander này bên em hỗ trợ trả góp cho các bác tầm vào khoảng 70% giá trị của xe. Như vậy thì chưa đến 200 triệu là các bác có thể sở hữu được chiếc Xpander 2021 này rồi. Trả góp theo lãi suất ngân hàng, và lãi suất ngân hàng hiện tại thì kích cầu nên khá là rẻ cho các bác nào có nhu cầu quan tâm với một mẫu xe trả góp. Tiếp theo cho nội thất hàng ghế phía sau, phía ghế phụ này. Các chi tiết da sáng bóng không hề có dấu hiệu mốc hay là không có dấu hiệu hao mòn đáng kể. Chi tiết nội thất rất là đẹp, rất là tươi cho các bác với một mẫu xe trải qua sau 3 đến 4 năm sử dụng. Túi đồ cho hàng ghế phía sau, lót sàn có đầy đủ cho các bác rồi. Màu sơn si này, sơn zin của xe thì với mẫu 2021 này thì em sẽ cam kết cho các bác nó rơi vào tầm khoảng 94-95% các bác nhé. Còn dĩ nhiên thì xước sát bên ngoài nhẹ nhàng thì không tránh được rồi. Và những vết xước sát đó thì bên em sẽ cho tỉa tót lại để các bác nhận được xe thì vẫn là cái vẻ ngoài lung linh, không một vết xước cho quý khách hàng. Chất lượng xe thì máy số zin, keo chỉ zin cho các bác luôn. Nội thất hàng ghế phụ các anh chị nhé. Một cốp đồ rộng rãi cho phần phía bên dưới khoang cốp này. Một hộc nhỏ để chứa đồ bên trên. Con này thì được trang bị rất là nhiều hộc đồ, gần như là nhiều nhất trong cái phần khúc MPV đa dụng 7 chỗ ngồi rồi. Và mẫu xe chất lượng ngon bổ rẻ này em đang chào bán là 540 triệu đồng thôi. Và có lộc lá nữa cho các bác. Cột A của chiếc xe ngay chị nhá, màu đỏ này thì bác nào mệnh hỏa, mệnh thổ thì rất là thích cái màu đỏ như thế này. Và cái màu sắc này để các chị gái đi thì cũng khá là tươi mới. Một phiên bản số tự động giá cả hợp lý trong cái phân khúc 7 chỗ ngồi. Đi luôn vào phần khoang động cơ để các bác có thể quan sát qua với phần khoang động cơ này. Động cơ 1.5 số tự động thì phiên bản này hộp số vô cấp CVT vận hành trên chiếc xe này khá là êm ái mượt mà. Và ưu điểm hộp số vô cấp CVT có một điểm cộng nữa, đó là rất là tiết kiệm nhiên liệu cho các bác. Các chi tiết con ốc màu sơn đánh dấu nhà sản xuất còn nguyên zin nguyên bản. Bên em sẽ bao check test toàn quốc, test hãng, test thợ, hay các bác nào có nhu cầu ship xe tận nhà, check test tại nhà, bên em đều hỗ trợ các bác. Và cam kết trên văn bản giấy tờ cho các bác là keo chỉ zin, máy số zin, thân vỏ zin, không đâm xô tai nạn, không thủy kích cầm nước, và có hỗ trợ trả góp lên đến 70% giá trị của xe. Và như vậy thì tổng thể mẫu Xpander 2021 phiên bản 1.5 số tự động này em đã giới thiệu chi tiết nhất cho các bác rồi. Hiện tại thì showroom em kinh doanh chính vẫn là những mẫu xe gầm cao chất lượng. Bác nào có nhu cầu tìm những mẫu xe gầm cao chất lượng thì có thể đến trực tiếp showroom với địa chỉ 468 Nguyễn Lương Bằng, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương. Hotline để trao đổi thêm thông tin cụ thể là 0964 834 834. Mọi người đừng quên follow kênh để cập nhật những mẫu xe mới nhất. Và hãy thả cho em xin một nút like nếu như mà video này các bác thấy rằng là chiếc xe này nó hợp ý với mình. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp quý khách hàng tại clip giới thiệu xe tiếp theo.